Theo số liệu từ Index Q, thị trường Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong một tháng trở lại đây, với mức giảm 8,22%. Với mức giảm hơn 8%, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách các thị trường giảm mạnh nhất trong vòng một tháng trở lại. Đứng đầu là Mexico và ngay sau Việt Nam là thị trường Hàn Quốc. Ở thị trường Việt Nam, tính từ phiên ngày 8 tháng 10 đến 9 tháng 11 năm 2018, VN Index đã giảm từ 996 điểm xuống còn 914 điểm. VN Index không thể bứt phá trước ngưỡng quan trọng 1.025 điểm và đã đánh mất đà hồi phục. Không chỉ VN Index, các chỉ số chứng khoán ở các nước châu Á khác đều giảm điểm. Nguyên nhân được cho là do tâm lý lo ngại chung từ các thị trường lớn và triển vọng kinh tế vĩ mô không khả quan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường tháng 10 tuy có biến động nhưng không phản ánh đầy đủ ổn định về kinh tế vĩ mô. Chủ yếu nhà đầu tư bị tin từ thị trường quốc tế chi phối. Thị trường sau những đợt giảm giá mạnh sẽ hồi phục trở lại nhưng hiện vẫn chưa rõ thời điểm. Các nhà đầu tư được khuyên nên kiên nhẫn vì dù tăng trở lại thì thị trường vẫn cần nhiều thời gian để hồi phục.